Big Ben, sự kiện tài trợ trực tiếp lớn nhất năm 2014 tại Nguyễn Kim, tài trợ trực tiếp lên giá đến 50%, Mastercard tài trợ thêm đến 10%, trả gốc lãi suất 0%, 20.000 quà tặng tri ân giá trị mà không phải mua hàng. Tháng 12 hàng năm là dịp mà đông đảo khách hàng đều chờ đợi và tranh thủ cơ hội duy nhất trong năm mà Nguyễn Kim và các tập đoàn điện tử tung ra chương trình tài trợ trực tiếp để mua được những sản phẩm điện tử, gia dụng và kỹ thuật số được tài trợ lớn cho gia đình. Là chương trình được đầu tư với quy mô lớn nhất trong năm, nên ngay từ rất sớm, Nguyễn Kim đã cùng các hãng Sony, Samsung, SAP, Toshiba, Daikin, Sanyo, LG, Philips, Electrolux chuẩn bị chu đáo, đầy đủ về nguồn hàng, tăng cường nhân lực để phục vụ khách hàng, tài trợ cho khách hàng mua sắm hàng chính hãng với mức ưu đãi lên đến 50%. Big Ben, sự kiện tài trợ trực tiếp lớn nhất năm 2014 tại Nguyễn Kim, TV LED Toshiba 32 inch, giá chỉ còn 4.790.000 đồng. TV thông minh Samsung 40 inch, giá chỉ còn 8.300.000 đồng. TV LED Sony 40 inch, giá chỉ còn 8.900.000 đồng. Máy giặt Sanyo 7 kg, giá chỉ còn 3.600.000 đồng. Tủ lạnh Toshiba 80 lít, giá chỉ còn 2.600.000 đồng. Tủ lạnh Sharp 180 lít, Electrolux 210 lít, giá chỉ từ 4.400.000 đồng. Máy nước nóng gián tiếp 30 lít Feroli, giá chỉ còn 1.650.000 đồng. Máy lạnh LG một gựa, giá chỉ còn 5.200.000 đồng. Gia dụng nhiều mức đồng giá hấp dẫn 40.000, 60.000, 90.000, 150.000. Nồi cơm điện Electrolux giá chỉ còn 350.000 đồng. Bình đun Philips giá chỉ còn 400.000 đồng. Bếp điện từ giá chỉ từ 500.000 đồng. Lò vi sóng, hút bụi, vỉ nướng Electrolux đồng giá 900.000 đồng. Smartphone Samsung Galaxy 10 Lite giảm 46%, giá chỉ còn 1.290.000 đồng. Smartphone HTC Desire 510 giảm 25%, giá chỉ còn 3.690.000 đồng. Máy tính bảng Acer màn hình 7 inch giá chỉ còn 1.590.000 đồng. Đặc biệt nhân dịp này, Nguyễn Kim còn dành tặng 20.000 quà tặng tri ân cho khách hàng. Không cần mua hàng, khách hàng chỉ cần mang hóa đơn đã từng mua bất kỳ sản phẩm nào đến Nguyễn Kim là sẽ được nhận ngay món quà tri ân giá trị. Bên cạnh sự tài trợ của các tập đoàn điện tử, tài trợ trực tiếp 2014 còn có sự đồng hành của các đối tác lớn như tổ chức tín dụng Mastercard tài trợ thêm đến 10%, các ngân hàng Vietinbank, ANZ, Sacombank, Citibank cùng đồng hành hỗ trợ khách hàng mua trả góp với lãi suất 0%. Cùng hàng ngàn sản phẩm được tài trợ lớn từ chính hãng. Chi tiết xem trên báo đài. Chương trình thực hiện đồng loạt tại hệ thống trung tâm mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim trên toàn quốc. Tài trợ trực tiếp lớn nhất 2014 chỉ có tại Nguyễn Kim từ ngày 5 tháng 12. Chương trình thực hiện đồng loạt tại hệ thống trung tâm mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim trên toàn quốc. Tài trợ trực tiếp lớn nhất 2014 chỉ có tại Nguyễn Kim từ ngày 5 tháng 12.